Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay shop máy bơm mini 68.com sẽ giới thiệu cho các bạn dòng máy bơm áp lực 12V 240W. Đây là dòng máy bơm có công suất lớn nhất tại shop. Dòng máy bơm này thì có ứng dụng là để tưới cây, rửa xe, phun thuốc sâu, tưới lan công suất lớn. Trọng lượng của motor thì lên đến 4,5 kg. Sau đây thì bên shop mình sẽ test cho các bạn xem dòng máy bơm này bằng một súng phun áp lực. Để mua hàng thì các bạn có thể liên hệ lên website máy bơm mini 68.com, số điện thoại 0386898366. Hẹn gặp lại và chào các bạn.